2 giữa ST và SMG đã được diễn ra rồi. Và hãy xem họ triển khai thế trận và lấy lợi thế như thế nào. Đây, Yeti tất sát rất nhiều tác thương và Omar không kịp làm choáng khi mà thêm của anh chàng Genji đã kịp đẩy ra. Có vẻ như cả hai bên đang muốn chơi cái kèo đó chính là chiến thuật 2-1-2. Bên VST đội hình họ đã rất rõ ràng, luôn luôn là hai cánh với hai người để cho cái khả năng đẩy đường là có và ép cho đối phương không được đẩy cao. Khả năng kiểm soát là tốt nhưng họ rất dễ bị bắt bài bởi khả năng đi ganh dường như là không có. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu tại sao họ chọn hai vị tướng trợ thủ trận đấu này rồi. Bởi vì nhẽ là họ chơi 2-1-2, họ cần hai trợ thủ ở hai đường. Nghĩa là họ sẽ tạo áp lực giúp cho Lữ Bố cùng với cả người chơi cột đường dưới, đó chính là Ryoma của Sianyo, đúng không? Để họ có lợi thế để họ đẩy lên cao và họ sẽ là người tập trung được nhường cho những nguồn tài nguyên. Trong khi đó thì Huolin ở khu vực đường giữa này khả năng đòn đánh xa của anh ta sẽ hoàn toàn thoải mái khi không bị ép góc. Và như vậy, với việc đẩy đường của cao hai bên, họ sẽ có lợi hơn và ép ra được một khu vực đường tập trung với nhiều thành viên. Thì đây là một cơ hội khá hay, nhưng bên phía SMG họ đang chơi một cái kiểu khác. Nghĩa là họ sẽ di chuyển liên tục để tạo lợi thế thay vì là chơi kiểu 2-1-2. Đúng rồi, như vậy bởi vì đội hình 2-1-2 thực sự nó khá là bị động. Trong cái đó thì bạn có thể chủ động hơn với đội hình một cách di chuyển nhiều như thế này. Đang có giao tranh, Genji đang gặp nguy hiểm, anh ta đang chịu rất nhiều sát thương không thể về được. Và đó là chiến công đầu dành cho Huolin. Tôi phải thật sự bất ngờ khi mà Huolin anh ta lên cấp 4 quá nhanh. Anh ta ăn rừng, sau đó anh ta được nhường cả quái, nhường cả quái, cả lính ở trong đường để anh ta lên cấp 4. Và tôi rất bất ngờ chiêu cuối đó anh ta dùng luôn khi vừa mới có giao tranh xảy ra. Và chiến công đầu thuộc về Huolin, người gây sát thương chủ lực cho họ. Và họ chỉ cần đợi con rồng này ra là sẽ sơi tái nó luôn. Ở kèo đấu đối diện với Alpha Red thì bên phía SMG họ đã khởi động rồng nhưng bị cướp bởi bên phía Alpha Red, đúng không? Để xem lần này chương trình ta có cướp được không. Cướp thành công rồi kìa. Thậm chí rằng đang đánh cực kỳ tốt. Có luyện ngục của Serena đang mất rất nhiều máu, đó chính là Lover anh ta bốc ơi, đang muốn truy đuổi đến từ Genji. Tôi nghĩ họ sẽ dừng lại tại đây mà thôi. Phải nói ra là cướp rừng rất là nhẹ nhàng thôi tôi. Và còn khu vực đường trên thì Lữ Bố còn nằm xuống trong một pha solo kill nữa cơ. SMG đang tỏ rõ họ là hạt giống số 1 và cách chơi của họ vượt trội hơn khá nhiều khi nào vào của Nakroth. Anh ta hất tung nhẹ được lên, sau đó chờ đợi thời cơ tốt và dùng chính trị của mình để ăn được con rồng đó. Quay ngược trở ra, dồn sát thương thẳng vào những mục tiêu đứng trước mặt và họ có mạng ở khu vực đó. Trong khi đó, khu vực đường trên màn solo kill thành công đang giúp cho SMG có lợi thế hơn về một chút tiền cũng như lợi thế họ đang có vào đây và tiến thẳng vào khu vực rừng của đối phương cướp rừng. Và Lover không thể nào lại so với cái kèo của Liang. Đúng là như vậy, bởi vì nếu như SMG họ đã có lợi thế, chúng ta thấy họ đang đẩy trận đấu lên rất cao bằng cách xâm lấn phần rừng của đối phương, phá hỏng cái thế cục 2-1-2 của bên phía ST, khiến cho ST phải di chuyển nhiều hơn và họ đang khá bị động trong tình huống di chuyển. Trong pha ăn rồng đó, tôi cũng nghĩ rằng ST sẽ tập trung những thành viên còn lại hoặc là 2-3 người đó ăn ra con rơi quỷ, nhưng do họ cố gắng giao tranh hoặc là bị ép giao tranh nên họ mất đi rất nhiều. Cho đến hiện tại, một con rồng, một con rơi đầu tiên đã được giải quyết đi. SMG đang có rất nhiều lợi thế tới thời điểm này với cái khả năng đẩy đứng tốt của họ. Và với việc là Serenina với Malok với Thên đi đảo đường liên tục như thế này, ST chiến thuật 22 có vẻ như không được hiệu quả một chút nào. Đúng là như vậy, quá dễ bị phá vỡ khi họ dùng cái bài này quá nhiều đến ST rồi. Trong đó SMG là một đội tuyển có khả năng đẩy nhanh tiến độ trận đấu thì thực ra họ cũng không quá sợ cái đội hình này khi mà Chi luôn biến mất trên bản đồ. Trong khi đó thì các thành viên của ST họ luôn lộ mặt rất khó để có thể họ đi ganh được và bị động trong tình huống di chuyển. Genji đang ở đường giữa để xem anh ta muốn làm gì. Cái chiến thuật 2-1-2 là do người đài nghĩ ra đúng không? Đúng là như họ cũng phải tự biết cách khắc chế đó và có vẻ như SMG đã nghĩ tới điều đó khi họ đối đầu với cả người ST. Và cho đến hiện tại thì 2-1-2 đã bị phá vỡ hoàn toàn khi Scott bắt buộc anh ta phải đi giúp các khu vực đường khác trước khi Phoenix, trước khi khu vực đường dưới của Sianyo không còn cách nào để farm. Và do vậy khu vực đường trên đã bị đè rồi, nay Liang còn vượt trội hơn rất nhiều so với cả Lữ Bố của Lover. Đúng là như vậy, thật bất ngờ khi con bài Zil, khi đối đầu với Lữ Bố thì Zil sẽ đánh giá thấp hơn, nhưng Liang lại làm điều ngược lại, rồng đang mất máu rất nhanh. Có lẽ đây sẽ là con rồng dành cho SMG mà thôi, không có sự can thiệp nào đến với ST cả khi họ đang chịu áp lực rất nhiều. Bây giờ là khó lắm cho ST rồi, nhưng không sao, họ vẫn chưa mất đi cái trụ nào cả, họ vẫn có cơ hội để phòng ngự tốt của mình, được nhường cho cả búa xanh. Có vẻ như là ST đang muốn nhường hết tài nguyên cho Huolin để gia tăng sức mạnh, bởi vì họ biết rằng bên phía của SMG sát thương của họ nó khá là đồng đều, trong khi đó sát thương của ST nó phụ thuộc vào Huolin là rất nhiều, nên ta được nhường hoàn toàn tài nguyên nhiều nhất có thể để anh ta xanh sớm hơn, và trong những pha giao tranh anh ta có thể bắn được các thành viên còn lại sẽ tạo một dàn chắn tốt cho anh ta. Đúng là như vậy, bởi vì cái cách mà họ lựa chọn đội hình đã nói lên cái điều đó rồi, khi mà có cả Crest với Thủy Thần nữa, nhưng bên phía SMG họ đang dình rất
phải nói khá kiên nhẫn. Nhưng mà Woody đánh rất tỉnh nhá, anh ta đánh nhử, anh ta thấy Nagroth tiêu diệt lính xong, anh ta bắn trụ vẫn để nhử. Và bây giờ vào tầm trụ, tập trò băng cả trụ luôn, có thủy thần đẩy ra nhưng Woody vẫn phải nằm xuống cho những sát thương cuối cùng. Genji có cấp cứu để anh ta tháo lui và bốn thành viên bên phía của SMG có được mạng của Woody. Mặc dù tỉnh nhưng anh ta không hề đẹp trai và phải nằm xuống. Đó là một tình huống đánh nhau tiếp. Lurker tới đây nhưng ta đang khá bơ vơ, ngoài kia thì có thêm được Diu Phong Ba đang gây rất nhiều sát thương. Tình đã phải bốc hơi, đang muốn băng vào đến từ Sanzo nhưng quá khó khi đó là Genji, khả năng chống chịu là có Scout băng vào đây. Vẫn muốn đuổi Genji rất khó hiểu và Scout sẽ là cái mạng tiếp theo dành cho bên phía SMG và thậm chí là Genji còn không phải nằm xuống nữa cơ. Như vậy là bốn mạng tính cả mạng Odin từ trước đó đều được SMG sơ tái đâu cách thành công, thậm chí một vài giao thanh thiếu người như vậy. Nhưng SMG vẫn có lợi thế, phải nói thật là Chi-Chi chơi Nagroth vẫn thực sự là quá hay. Đúng là như vậy, mặc dù con bài này về giữa và cuối sẽ yếu đúng không, nhưng mà thực sự thì anh ta có cho đội đối phương lết được đâu. Khi mà Lurker tiếp tục bốc hơi là cái chắc và đó lại là cái mạng tiếp theo của Chi-Chi. Quá ghê từ Chi-Chi. Bây giờ có lẽ gặp đội hình SMG phải ban ngay con Nagroth này thôi. Ban cả Murak luôn đi, hoặc là bạn tước Murak của anh ta đi. Còn phải xem bên kia ban gì đã. Nhưng mà cứ một phát là phải ban Nagroth của Chi-Chi. Vì anh ta chưa con này nó quá ảo diệu, mới phút thứ 6 thôi, đồ đạc còn đang không quá nhiều. Mà sau đó anh ta gây ra được cực ghê như vậy rồi thì không biết sau này nó sẽ ra sao đây. Hai phát bắn và trụ cũng đi đời luôn. Cảm giác như dùng nước ngục để phá trụ cực kỳ thốn đến từ SMG. Trong khi đó thì bên phía Hứa Linh, thứ nhất cái cách họ chọn người để gây sát thương nó đã sai lầm, cái đó là Genji. Nên nhớ thêm khả năng chống chịu là quá kinh khủng. Đầu tiên là tình huống Hứa Linh nói lại phát lại đúng không? Anh ta cố gắng lên để làm mồi câu nhưng cắn mồi xong đi ra mà chả bị làm sao cả, đến từ bên SMG và mất đi nguồn sát thương chủ lực chính. Tất cả những gì họ có được từ bên VST đã bắt đầu cảm giác là bị snowball đến SMG rồi. Chênh lệch đã là 5 ca tiền phút thứ 6, quá nhiều rồi. Bây giờ nói riêng về mặt cấp độ thôi là bên phía SMG đã hơn khá là nhiều rồi. Ba rồng mà, nhưng sắp mà... 3 rồng đến nơi rồi. Cái mà tôi muốn nhìn ở đây, tôi vẫn muốn xem những pha giao tranh tổng diễn ra nào mà dùng ba búa để bảo vệ nhà của mình. Kêu gọi thêm cả Senyo cùng với cả Scott xuống đây dùng lên một để giúp Rudy và Excalibur để cản lại, nhưng Genji đang bị bắt thì phải thêm cả Hứa Linh xuống đây. Genji đang cố gắng cầm chân nhưng anh ta bị làm choáng, nhưng phải nói rằng Thên không phải là một chất tướng dễ bị bắt nạt một chút nào cả. Và bây giờ tấn công thẳng vào khu vực đường giữa, Lian anh ta còn đó là phòng 3 lao qua tường rút lại, và Chi-Chi bây giờ đã chưa hề bị kẹt lại, đẩy lên đến cả ba thành viên và giữ chân lại được. Genji đang gặp rất nhiều nguy hiểm. Sirena bây giờ mới tới, Malok tới quá muộn, nhưng Genji vẫn đang là người giật trâu trong pha này và SMG không mất một ai trong pha giao tranh quá lâu như vậy. Đúng là như vậy, đó là một thiếu giao tranh mà họ luôn thiếu người, thậm chí lấy 2-3-4 nhưng bên phía SMG họ vẫn bảo toàn được lực lượng. Chúng ta thấy được cái khả năng giao tranh mẫu mực tới nhường nào, chưa nói tới Chi-Chi. Phải nói rằng anh ta chơi Nagroth quá hay về cái cách mà anh ta căn đam căn thời điểm đi ra đi vào giao tranh rất ổn. La qua tường vượt lại với tổng cộng là 3 lần như vậy, phải nói là anh ta chơi cũng rất là hay. Một lời khen thôi mà thôi, khen nhiều quá thì cũng chán thôi. Nhưng mà phải nói là Chi-Chi chơi nó ấn tượng hơn phần các người chơi khác. Nhưng bây giờ Lover đang gặp rất nhiều nguy hiểm, bom cười chưa đủ sát thương. Nhưng với phong ba cùng với phong đao của Zil thì Liang đã kết liễu được cái mạng đó. Và đó là mạng thứ 8 dành cho SMG. Mọi chuyện nó lại tiếp tục quay trở lại, cái kịch bản nó lặp lại khi SMG vẫn hủy diệt đối phương. Từ lúc có mặt của SMG bây giờ tôi chưa thấy đội nào có thể dễ thở được. Hứa Linh đang bị giữ lại, có thêm Excalibur của SMG nhưng đang bị giữ lại thủy thần, trụ đã không còn nữa, lấy trụ và đi về cách nhẹ nhàng. Thậm chí bây giờ họ còn băng cả trụ khi mà lính chưa lên, khi mà tài nguyên của họ chưa đủ cũng như là chưa đủ người. Nhưng với kiểu băng trụ như thế này thì rất khó cho ST để có thể thở. Trận đó được bóp nghẹt lại, bây giờ cứ gặp lật đánh rồi, đến cả Sianyo cũng bây giờ khó lòng nào chịu được trước những sát thương của Joker có thể gây ra. Cả ba khu vực đường đều được bào đi, SMG chỉ cần chờ đợi thời gian ăn đi con King Kong và sẽ kết liễu đi trận đấu này. Đúng là như vậy, khi mà chúng ta thấy Genji cái khả năng mà anh ta chơi thêm nó hay đến mức nào, tức là đẩy đối phương vào đỉnh của mình quá hay. Và Chi-Chi anh ta đang làm một điều solo được, đó chính là solo con King Kong. Nagroth solo được, solo được nhưng nó hồi máu lại rồi, có vẻ như anh ta chờ đồng đội. Đánh được thêm cả đánh được Genji ở trên kia, mình đã ôm hết bản đồ rồi. Và người giữ chân các thành viên còn lại cũng như là kiểm tra xem là đội đối phương có biết không, đó chính là Genji. Nhanh quá nhỉ. Bây giờ họ đã quá xanh ở cấp độ 14, trong khi đó bây giờ mới đang cấp độ 10 thì bên phía của SD, SMG họ đang hơn về rất nhiều lượng đồ trên người rồi. Hãy nhìn vào những lượng đồ của Chi-Chi và xem, 1, 2 và sắp có món đồ lớn thứ 3 trên người rồi. Bây giờ chỉ cần ta lao vào, gặp thẳng Hứa Linh đứng ở đầu, dùng những cái lưỡi gươm đoạt mệnh các kiểu trên đời của mình và tấn công là anh ta sẽ có mạng mà thôi, bởi vì anh ta đang vượt trội hơn so với toàn bộ những người chơi còn lại trên bản đồ này. Đúng là như vậy, đồ của anh ta kìa, có cả cho mình thương long thêm cả phức hợp kiếm, khả năng gây sát thương là rất nhiều, chém cực kỳ nhanh cái phức hợp kiếm, băng vào đi ra rất mẫu mực tới từ Chi-Chi với vị trí Nagroth. Bây giờ là giống như kiểu con rắn vậy,
MG đã cố gắng quận tròn lại và ép cho con mồi của mình ngạt thở ở trong, và bây giờ đang ép đến vòng vây thứ 3 rồi. Sắp nuốt rồi, có lẽ rằng sắp nuốt luôn rồi. Bây giờ đợi đợt lính lên, cả ba lính lên rất cao, và đây là một thời điểm rất đẹp để cho SMG có thể ép giao tranh. Nếu như bạn không cử người ra vị trí khác, bên phía SMG có thể mở giao tranh bất cứ lúc nào với luyện ngục của Malok có ở trong tay. Họ đang đẩy khu vực đường trên, họ đang đẩy ra khu vực đường giữa, vì họ biết rằng bây giờ solo 1-1 họ cũng thắng, mà solo 5-5 cũng xong. Và bây giờ lúc băng trụ rồi, luyện ngục vào đằng trong, tấn công của Sanjo và một cú bị bộm nó cực kỳ nhiều sát thương, thêm cả phong ba nữa, lớp vở đã phải nằm xuống rồi. Chi phóng thẳng ra khu vực đường giữa, có thủy thần nhưng không giữ lại được bao nhiêu cả. Hứa Linh không được bắn khi cả năm thành viên SMG đang quá vượt trội hơn trên bản đồ này, và họ sẽ kết liễu đi trận đấu đầu tiên cùng với một pha quét sạch trong trận đấu đầu tiên đối đầu cả SD. Vẫn cứ là SMG tỏa sáng mà thôi, họ vẫn đầu trở lại. Và lần này thì người đi đường đơn đó là Senel cùng với cả Crest sẽ là người chơi đường dưới. Như vậy là họ sẽ để cho Scoot cùng với Rat ở khu vực đường trên. Còn tiện đường công tác thì Nagross sẽ ra khu vực đường giữa. Có vẻ đội hình này nó cũng hơi mới lạ hay đây ta? Đây là hơi mới lạ. Nhưng mà cũng để xem đi, vì bây giờ họ đang ở trong giai đoạn đó là kiểm soát rừng mà. Nhưng cướp rừng tốt từ Lian, người ta cướp được bùa đỏ. Anh ta quay trở ra cấu máu đến từ bên phía của ST. Và Chi Chi sẽ cầm lực bố ở con bài đi rừng. Đội hình bên phía SMG thì nó khá là rõ ràng rồi. Joker vị trí đường giữa cho Nadi Ram. Cái gì đây? Thực sự thì khá là có hiểu khi cả Chona cũng như Alice là người đi Ram và lúc bố sẽ đảo xuống đi đường đơn. Được, không vấn đề gì cả. Cả hai bên đều là hai con bài trợ thủ đúng không? Để cho Joker farm, còn Alice cùng với Chona sẽ đi đảm nhiệm các vị trí là hỗ trợ các đường còn lại, làm cái gì đấy tôi nghĩ là ổn hơn. Bởi vì bây giờ mà Gia bị chia sẻ kinh nghiệm cũng hơi dở. Họ muốn để cho lượng bố được nhiều kinh nghiệm lên cấp sớm, họ muốn để Joker lên cấp sớm hơn thì ngưỡng sát thương của họ gây ra là nhiều, và bây giờ muốn đang cướp nhưng không kịp với pha chính trị như vậy. Và họ liên tục đảo đường tạo sự bất ngờ muốn tấn công, nhưng với một Nagross cấp độ này mà đi đường đơn gặp rất nhiều nguy hiểm. Thứ nhất, sát thương của bạn không có. Thứ hai, bạn sẽ không thể nào đi ganh và kiếm được mạng cho mình. Đúng là như vậy, Nagross sinh ra mà để đi đường đơn, tôi có một câu nói đó là bạn hãy giết con bài này đi. Có vẻ như là ST họ đang muốn làm điều này khi Nagross dạy của Chi quá khỏe. Bây giờ thì là hướng di chuyển đến từ cả hai bên đều khá là dị khi đều chia nửa rừng ra dành cho cả hai người đi đường đơn, không có ai đóng vai trò chính thức của người chơi đi rừng cả. Thậm chí rằng bên phía SMG cũng làm điều này khi mà chúng ta thấy lữ bố tại Chi cũng di chuyển rất nhiều. Và vừa gốc đã được bật lên để giày vững làm choáng, tấn công thẳng vào mặt của Lover. Và suýt nữa thì họ đã phải nằm xuống, chỉ cần chậm hơn nửa giây nữa thôi. Và có vẻ với cái lối chơi để cho hai người chơi đi làm Rammer này thì SMG đang có rất nhiều lợi thế với việc nhiều người hơn của An kiểm soát vào con rồng. Sianjoy ta lao vào nhưng hơi sớm rồi, và ngay tức bị làm choáng và không cướp được rồng. Có cả Senel xuống nữa nhưng không có nhiều tác dụng gì cả. Ở đây thì Irie cùng với Rush sẽ xem ai là người ăn được con rơi quỷ này, và đang cố gắng gây ra sát thương, bật luôn cả long kiếm lên để ăn đi con rơi quỷ đó. Hợp lý thôi đúng không? Chắc chắn một chút nữa thôi thì cái long kiếm của anh ta sẽ được bật trở lại khi sẽ không tìm kiếm được tình huống nào nguy hiểm cả. Liang đang ở đây. Có vẻ như cái đội hình bên SMG nó khá giống với chiến thuật ST, đó chính là hai trợ thủ và không có một người chơi đi rừng. Rõ ràng họ đang lấy chính chiến thuật ST để chơi lại với ST, đó chính là SMG. Nhưng họ không để là 2-1-2, họ là để kiểu chạy từ đường trên. Đúng là như vậy, họ sẽ cơ động hơn thay vì là cứ đóng băng ở một chỗ như vậy. Còn tôi nghĩ cái việc mà pick Nagross nó bị rơi vào như kiểu tình thế vậy, bây giờ không lấy cũng được nên họ đành phải lấy mà thôi. Và mặc dù họ có Nagross nhưng nếu như họ để đi đường đơn thì sẽ xảy ra một cái vấn đề, đó là Joker sẽ được thoải mái farm và anh ta không hề sợ hãi trước bất cứ ai cả. Và nếu như Joker khỏe thì cái sát thương mà nó nổ ra đến từ bom cười của cái bịt bợm của anh ta là rất lớn. Đây là một cái điều mà ST đang gặp phải. Nên nhớ rằng cái chiêu 2 của Joker có thể hóa giải hiệu ứng về sát thương vật lý đúng không? Nên anh chàng này không có việc gì phải sợ Nagross cả. Những vị tướng mà Joker sợ nó chỉ là tính chất là sát thương phép thuật mà thôi. Liang đang dí thẳng mặt tinh, thậm chí dành ta 1-2. Như vậy là hình như đổi người đúng không khi mà tinh được đem vào trận đấu này. Và thủy thần được bật lên và ép cho Serenia phải lui ra, có Skirt và có thêm cả Senel nữa. Và người nằm xuống first blood đầu tiên đó là Serenia, anh ta đã phải nằm xuống rồi. Tiếp theo sẽ là Chi Chi với cả 5 người ở đây. Hanzo đã bị bắt lại nhưng đội hình của ST đã lùi ra ngoài rồi. Nhưng trước đó họ đã có 2 chiến công và tiếp theo sẽ là khu đường dưới. Đang muốn chăm sóc vào người của Liang nhưng rất khó để bạn có thể hạ gục được một Chona. Một tình huống ganh tốt đến từ bên phía ST đã khiến cho SMG bất ngờ và lấy về được cho mình tới 2 mạng. Đã có sự chênh lệch, ST họ đang nhìn hơn đối thủ một chút trong khoảng thời gian đầu game. Nhưng nó chỉ là một chút mà thôi. ST cần phải chú trọng những cái tình huống mang tính chất là xóa sổ trụ nhiều hơn nữa. Bởi vì nếu như khoảng thời gian tiếp theo, thứ nhất Nagross sẽ rất yếu và còn bài Chona và Ali rất khỏe.
Chúng ta đã được biết điều này qua cuộc đối đầu giữa Game TV và Pro A trước đó rồi. Một pha giao tranh mà họ có cái chiêu cuối của Senel được giáng trần xuống, họ hoàn toàn hơn người và có khả năng hồi phục, khả năng miễn thương tốt hơn. Và Hanzo đã bị bắt lại nhưng có sự hỗ trợ của Serenia ở đây. Có thêm cả Sianyo nhưng ta lại bị cầu bộ quá nhiều tức khi bị bợm đó và né được sát thương. Quay trở lại tấn công vào Airy nhưng điều đó là sai lầm, họ lấy lại mạng hạ gục khu vực đường dưới này. Ba thành viên bên phía của Estonia tấn công vào con rồng. Có sự phá hoại của Lover ở đây, có thêm cả Tinh nữa và rồng thuộc về bên phía của SMG. Họ quay ngược trở lại trả sát thương và Tinh đang lui đi với truy thần lực, anh ta bị làm choáng nhưng hết năng lượng đến từ Liang nên họ quay ngược trở ra tấn công vào Lover và họ vừa có mạng vừa có rồng. Khu vực đường giữa này phải bơm người và nó đều pha play rất hay đến từ Hanzo. Tưởng chừng như một cú đấm chân không nữa thôi thì Hanzo bốc hơi nhưng câu chuyện là ngược lại, SMG vẫn rất hay và họ đang muốn hạ gục Tinh. Có vẻ như Tinh khá khó thở rồi. Tinh về được dưới sự hỗ trợ đến từ người đồng đội của mình. Bây giờ ST lại bị kẹt lại trong cái vấn đề mới của mình, đó là họ không thể nào đảo cánh quá nhiều được nữa khi mà Senel bị ép vào cùng khu vực đường và anh ta không được dùng chiêu cuối. Đó là những gì mà SMG đang muốn trong trận đấu này. Và bây giờ họ đang ép góc từng nơi một. Cái vấn đề quan trọng nhất là Hanzo đang càng ngày càng xanh lên. Phải nói là quả bom cười vừa rồi sát thương là rất nhiều, mặc dù anh ta đang rất yếu báu nhưng chỉ cần nổ một lần thôi anh ta ăn được mạng ngay của đối phương, và chưa kể những lần cầu máu từ chiêu bịp bợm của anh ta nữa. Sanzo có được cho mình nắp góc của Chi-Chi nhưng những điều anh ta làm chưa ấn tượng khi anh ta liên tục bị counter bởi Alex của Genji. Chưa nói tới cái khả năng đi đường đến với các thành viên vé tên. Thay vì tại sao bạn cứ để cho Senel có thể đáp chiêu cuối được xuống ở một vị trí nào đó mà không ganh thật nhiều nơi có Senel, khiến cho con bài Senel của bên VST giảm đi cái sự ảnh hưởng của vị trí này. Thì bây giờ chỉ cần e giữ chân của Senel tại đường là được. Nếu như họ muốn nhử giao tranh Senel đi, họ sẽ có lời ở khu vực đường đó khi không còn ai bảo kê cái trụ đó nữa. Thì SMG đều đạt được những hiệu quả của mình. Còn nếu như để Rats ở khu vực đường trên ý, cái quan trọng là Rats bây giờ mặc dù anh ta ổn để được farm, nhưng cái đảo đường của Rats đã bị giảm đi hiệu quả rất nhiều vì anh ta chỉ có biết đường chạy ra. Đó là sát thương chính mà nó cũng. Và bây giờ tập trên bắt lại cờ bóp cười và bị bợm định outplay nhưng có thêm Senel xuống đây thì Hanzo không tội gì mà phải vào nữa cả. Anh ta đã bị bắt lại, bị làm chậm và người đang lui lên đó chính là Nakroth, nhưng anh ta chạy ngược hẳn lại ở phía của có Serenia. Anh ta có làm choáng, anh ta giữ chân lại được và cứu được người đồng đội của mình, tiếp tục lao lên tấn công. Nakroth sát thương có vẻ nhiều nhưng khả năng lui đi của một Airy cũng không phải là dạng vừa đâu. Chúng ta thấy cái khả năng di chuyển đến từ bên VMG nó kinh khủng như nào. Hanzo tốc biến rất trí, trên này Scout đang bị giữ lại bởi Linh nhưng đó chỉ là tiếng trao đổi thôi. Nhưng Hanzo tới thì là câu chuyện khác. Scout chết là cái chắc và đó là mạng thứ tư dành cho bên phía SMG rồi. Hanzo chơi cực ghê với trận đấu này, sát thương phép nhưng từ bên phía ST là không có. Tôi phải nói là không có. Có hứa Linh đấy. Hứa Linh không chấp. Nên là Hanzo ta hoàn toàn thoải mái gây ra sát thương một cách cực kỳ tuyệt vời và không sợ trước bất cứ ai cả với kỹ năng thứ hai của anh ta. Bây giờ vào cướp bùa nhưng Hanzo thì bị bắt lại đến từ Nakroth. Người ta vẫn lưu được bằng mong cười. Anh ta có không khí và được hồi máu nhưng cuối cùng đã phải nằm xuống rồi. Genji đặc biệt nguy hiểm. Bên phía ST đã cố gắng cơ gặp lại nhưng Liang đang ở đây. Genji đang lui, có thêm của Serenia nữa nhưng Nakroth của Sanyo đang tỏa sáng hết mức có thể. Và Senel phải chạy rồi cuối không như anh ta bị giữ chân lại và mất đi chiều cuối thì sẽ phải nằm xuống mà thôi. Và đây là một trận đấu lấy 2 đổi 3 và người có lời vẫn là SMG. Chúng ta vẫn liên tục là những cuộc giao tranh cực kỳ là hợp lý đến với SMG, đặc biệt là con bài Genji. Tôi thấy ta đảo và né skin cực kỳ tốt khiến cho đối phương mất quá nhiều thời gian để có thể hạ gục một Alex tưởng chừng như mỏng manh nhưng không phải. Và khi đồng đội anh ta tới thì câu chuyện đã thay đổi, đặc biệt là lượng sát thương đi từ Hanzo quá nhiều mà không ai có thể chăm sóc anh ta được. Đánh nhau thẳng mặt đến Scout Chi-Chi trao đổi chiêu thức mà thôi, thậm chí rằng Scout đánh đá muốn quay ngược trở lại chơi khi có lớp vừa ở phía bên kia bản đồ. Hơi tiếc là Hanzo trong pha đó khi ta tấn công, anh ta nhảy phía hướng mà không có đồng minh nên ta chỉ giữ chân được Nakroth của Sianyo thêm một lúc mà thôi, nhưng điều đó là đủ để cho SMG có được lợi thế trong pha giao tranh như vậy. Genji đang được cử xuống đường dưới này để cùng với cả Chi-Chi tấn công. Sát thương từ chiến thần bây giờ đang là rất lớn rồi. Ui. Không dùng thủy thần thì ngay sẽ phải nằm xuống mà thôi, anh ta đã phải lui về một lần nhảy của mình và may mắn là vẫn sống sót. Dường như bên phía ST họ lại đang để xa chiến thắng, càng ngày càng xa chiến thắng khỏi tầm tay. Tôi thấy bắt đầu là như vậy rồi. SG Personable, cái ném nó tưởng chừng như là vô ý nhưng bất ngờ là nó trúng, nhưng Genji ta không biết điều này. Scout đang bị giữ lại, rất nhiều sát thương dồn mặt nhưng về được. Phải nói là Hứa Linh đang chơi một cái chế độ tàng hình thì phải, các pha giao tranh ta không hề xuất hiện và đó là lý do tại sao mà Hanzo ta không hề sợ hãi trước sát thương này. Và một Scott anh ta chơi Scoot
cũng phải chạy trên sát thương quá lớn từ Hanzo. Bây giờ Lia cùng với Chelsea đứng lên tạo hàng tiền tuyến, Thủy Thần bật lên thần. Nhưng nó quá muộn rồi và bên phía SMG họ vẫn có lời bắt được vào Genji nhưng ngay tức bị câm lặng. Kress vẫn đang lốt lao hơn từ hai người. Genji đã phải nằm xuống rồi, Lia đang bỏ chạy, Hanzo mất tích luôn, anh ta không dám quay lại. Chi đang cố gắng công với thời gian để có cho người đồng minh của mình có thể về được. Và đó là một pha bất ngờ từ SD. Nhưng Linh đã chạy nhầm ra một khu vực đường khác. Bây giờ với hai, họ sẽ lấy lại nhiều hơn thì hay không đây. Tinh đang lao vào, Hanzo còn đầy máu, họ rất tự tin quay trở lại bởi vì họ biết rằng sát thương cái thời điểm này của Hanzo là rất lớn. Thêm nữa là ba vị trí vừa rồi của SD không hề có sát thương nên không có điều gì mà một Joker cũng như là Airi đang rất xanh như vậy phải sợ cả. Trong khi đó thì con bài Sanzo với Nakloth không hiểu anh ta dùng vị trí này đi để làm gì. Anh ta làm tốt pha Zenga là pha anh ta làm tốt nhất từ nãy tới giờ. À ok, anh ta xanh nhất ở bên kia bản đồ nhưng mà tôi vẫn chưa thấy anh ta có thể bắt được Hanzo đúng không? Hanzo đang quá xanh. Bởi vì bây giờ họ muốn bắt vào Genji nhiều hơn bởi vì Hanzo có bom cười. Nếu như mà ta bắt vào Hanzo, Hanzo sẽ ra ngay chỗ khác luôn. Nên thà họ bắt vào Genji trước thì họ sẽ có lời hơn vì pha giao tranh mà không còn hiệu ứng khó chịu được gây ra. Thì đó là một pha mà bên phía SD họ đã làm được khu đường dưới kia khi mà Genji đã đứng quá hứ hình và để bị bắt lại. Thì bây giờ nhiệm vụ của bên phía ST là cố gắng giữ trận đấu về lâu hơn bởi vì càng về late chắc chắn đội hình của ST sẽ đem lại nhiều thứ hay ho hơn so với cả SMG. Đúng là như vậy, nhưng nên nhớ rằng về late SMG còn kinh hoàng hơn nữa. Khi Alice và Chona về late, một số vị trí bên ST sẽ không được chơi, ví dụ như Nakroth. Bây giờ rất khó để mang vào. Chi đang có dạng chiến thắng, anh ta đang cố gắng hồi máu và bây giờ Alice đã tới rồi, thêm cả Hanzo đây nữa. Scoot lao lên để đẩy cả ba người ra. Senyao dùng chiêu cuối để hồi phục và anh ta lao vào. Chi tấn công, Chi bị làm choáng, anh ta đã phải nằm xuống rồi. Genji không thể hỗ trợ được. Bây giờ Hanzo vất bom cười, anh ta phải làm gì đây? Đang cố gắng tháo lui và hứa anh đã phải nằm xuống trước sát thương đến từ Liang. Liang đã quay trở ra tấn công vào Tinh. Senyao vẫn quay ngược trở lại, anh ta giữ được hai thành viên và Scott đã phải nằm xuống rồi. Sianzo đang cố gắng gây áp lực bằng con bài Nakroth này. Liang đã bị kẹt lại, đang tấn công. Genji không làm choáng được ai cả. Giờ này Sirenia mới tới, anh ta có làm choáng hay không? Nhưng chú voi chúng ta đã phải nằm xuống. Chỉ còn một mình Tinh ở đây, Tinh sẽ phải nằm xuống luôn. Và như vậy là lấy 3 nhưng có 4 mạng cho bên phía của SMG vì quá tham ở lại đến từ SD. Thêm một điều nữa, các bạn đã thấy con bài Alice nó kinh khủng tới mức nào chưa? Genji anh ta thả diều rất tốt với bộ kỹ năng của mình. Đặc biệt những cú choáng của anh ta rất khó chịu cho bên phía SD, không thể nào có thể cỏ quay lâu được. Nếu như bạn càng giao tranh dài hơi thì bên phía SMG họ càng có lợi hơn. Thậm chí rằng tôi thấy rằng Serenia anh ta chạy từ đường trên và chạy xuống đường dưới giao tranh vẫn chưa còn, anh ta tới vẫn có đồ để cho anh ta có thể chơi được. Phải nói rằng là độ cỏ quay từ Genji là rất tốt, anh ta câu kéo thời gian mặc dù pha đó lợi thế đến thôi, kinh công xong dành cho SD rồi. Họ có Nakroth quá ghê và họ chiếm được toàn bộ lợi thế trong trận đấu này. Nhưng cái vấn đề là Nakroth không gây được quá nhiều sát thương cho các giao tranh, người ta liên tục bị đảo mục tiêu do sự bảo kê nhau quá tốt. Và bây giờ khi mà kinh công đã có khu vực đường trên, khu vực đường dưới sắp bị xóa sổ hoàn toàn, thì liệu ST sẽ dùng cái gì để chống chịu lại chiếc sát thương hoàn toàn là vượt trội đến từ SMG đây? Có bùa kinh công và bên SMG tôi thấy họ đang muốn chuẩn bị, nhưng trước đó thì ra rồi về đi nhanh quá em ơi. Bùng màu hơi nhanh, cái này có lẽ là cần phải xem kỹ thuật xem lại chứ chết nhanh quá. Khi mà nhưng Genji bây giờ bắt lại này, Genji đi quá hứa anh, người ta đã phải nằm xuống lấy một đổi một. Nhưng SMG không cần Genji thì họ vẫn sống vì sao Nakroth vẫn chưa hồi sinh trở lại. Thêm với cái màn cấu rỉa và phá đi cái trụ này, cứ đòn bắn từ từ thôi, chắc chắn bên phía SMG sẽ có trụ. Họ đang ép góc, đang bánh mì kẹp thịt, thủy thần vẫn còn đó nên SMG chưa dám xong vào quá sâu. Đã có chiêu cuối của Senel xuống đây để hỗ trợ, nhưng câu được hai chiêu cuối là những gì SMG đang muốn. Lover ngay là tuy ta có một thủy thần nhưng bên SMG họ dự đoán được điều đó và cực kỳ là tỉnh và đẹp dài, né được thủy thần, lấy trụ cách nhẹ nhàng đến từ Hanzo. Họ đang tràn lên rất cao bởi ba thành viên. Hứa Linh đóng góp không quá nhiều, tôi thấy anh ta cố gắng farm. Mặc dù vậy thì anh ta không gây được quá nhiều sát thương và đóng góp nhiều được cho pha giao tranh. Do sự đổi đường nên có vẻ như Hứa Linh cùng với Nakroth của Senyo đang gặp rất nhiều trong pha di chuyển của mình. Bây giờ quay lên khu vực đường trên tấn công vào trụ. Và bây giờ Senyo chưa có lại chiêu cuối thì lấy cái gì ra để giao tranh đây? Chỉ cần từ 2 tới 3 đòn bắn đến từ Hanzo, cái trụ bay lên nóc nhà rất nhanh. Đúng là như vậy, bên VSD họ đang thiếu sát thương thật. Sanzo anh ta bây giờ không thể trụ được vào thôi, là tôi thấy Hanzo 2 hit là bốc hơi. Trong khi đó thì bên VSD sát thương rất nhiều đến từ Hanzo, đến từ Serena, đến từ cả Liang nữa. Thậm chí rằng giờ này một mình Genji thôi, cái dòng trẻ thành công của anh ta tôi thấy quá khó chịu. Mà tôi không hiểu
Serena anh ta bốc ra lắm tiền nhờ, 11.5 ngàn tiền. Anh ta phun đồ rồi. Đi pha. Anh ta còn một mảnh nhỏ, thế tí nữa sẽ là lên nốt là có. Tôi thấy anh ta rất là chăm pha mà đúng không? Anh ta rất chăm pha và cái mạng mà anh ta tham gia hỗ trợ cũng rất là nhiều đấy. 421. Anh ta giàu quá giàu luôn, giàu vượt trội hơn so với cả thành viên chủ lực đó đến từ Hanzo. Hanzo mới chỉ có 8.700. Trong khi đó anh ta hơn 3.000 tiếng, nghĩa là hầu hết các tài nguyên từ rừng, lính cũng như mạng mà anh ta ăn được đều được Airy xử lý một cách gọn gàng. Các thành viên của FNG thực sự họ quá đồng đều đến được cả 5 người chơi và họ kết hợp với nhau lại còn hoàn hảo nữa. Câu bài khó là những đội tuyển có thể phải đối mặt với họ bây giờ đang đẩy lên rất cao, có buộc kinh công xóa sổ được đối mọi thứ. Đối mặt với họ thì giờ chỉ còn Game TV thôi. Có lẽ là chỉ còn Game TV thôi. Bây giờ vậy rồi. Bây giờ trận đấu này tôi nhìn tôi không biết còn cái cửa nào cho ST đấy. Thực ngay sự, ngay từ cái pha pick đội hình thôi tôi đã thấy rằng ST họ muốn thua trận này rồi. Thường thì nếu như bạn muốn kéo lết thì bạn phải có một sát thương chủ lực theo thời gian tốt. Có thể đó là nhưng họ lại chọn Sanzo. Đến chính xác đó là họ lại chọn một con bài mà không hoàn toàn mà họ để cái đi đường giúp cho Hanzo không có áp lực nào đầu trận. Giá như họ để hướng lên ở khu đường giữa có ảnh hưởng gì đâu. Nagrod lên người trên và bây giờ lại câu thêm một chiêu cuối này. Mất đi chiêu cuối của Sanel. Chiêu của Sanel phải nói là rất lâu. Ít cũng phải tầm 30 giây nếu mà nhìn nhìn dòng chảy thời không đến từ Alice của Genji nó khó chịu quá. Trong cái đó thì bên kia Syria lý do tại sao anh ta nhiều tiền như vậy bởi mình ta rất chăm farm, rất chăm xóa thủ các bạn muốn đẩy ai đó về nhưng không thành công. Scout đang bơ vơ được đứng vượng long kiếm giữ lại. Scout đang bơ vơ nhưng trước đó là một cái thủy thần rất tốt tinh đang lên đỡ cao. Mặc dù vậy thì Hanzo vẫn được bắn cực kỳ tốt. Lover đang lên nhưng Sanzo không tỉnh được và Scout phải về băng vào đến từ Hứa Linh. Hứa Linh vào nhưng đó là dòng chảy của Genji. Dưới này có đánh nhau to tỉnh về vẫn về được cái bên sau tranh rất dài ơi. Scout là người đầu tiên mới lên bảng đến số bên VST. Tôi thấy bắt đầu tàn vỡ. Sanzo vào nhưng anh ta quá yếu và không thôi xong rồi, xong rồi cũng bốc và Hứa Linh bơ vơ nhìn tất cả những đồng đội của mình không còn ai cả. Quay mặt lại là thấy đi đâu hết rồi. Phải nói là những pha xử lý rất tốt từ Serenia, anh ta có yếu máu thế nhưng anh ta sống sót rất lâu pha giao tranh sau này. Và bây giờ chiến thắng đã thuộc về bên phía của SMG. Họ vượt trội hơn về tất cả những phần ban pick lối chơi của mình.